Nếu chỉ nhìn những bụi cỏ dại này mà không nhìn những cao ốc xa xa, nhiều người sẽ tưởng đây là một vùng quê nào đó, chứ không thể nghĩ đó là khu đất vàng ở trung tâm Đà Nẵng. Không được đầu tư hạ tầng cơ bản, khu đất dần rơi vào tình trạng nhếch nhác. Nhìn từ vệ tinh, có thể thấy khu đất này nằm ven bờ sông Hàn, cạnh hai cây cầu nổi tiếng là cầu Trần Thị Lý và cầu Rồng. Trước năm 2016, dự án tổ hợp khu dân cư thương mại dịch vụ đường 2 tháng 9 được phê duyệt xây dựng ở khu vực này. Sau đó công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai nhận chuyển nhượng dự án với giá trên 400 tỷ đồng. Thế nhưng, tính đến tháng 8 năm 2018, Quốc Cường Gia Lai vẫn chưa đầu tư hệ thống cung cấp điện cho dự án. Cũng vì thế mà nhiều chủ đất không có điện để thi công xây dựng, sinh hoạt và kinh doanh. Các sở ban ngành nhiều lần yêu cầu Quốc Cường Gia Lai khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhưng công ty không triển khai và không phản hồi. Mới đây, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã thống nhất với Sở Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố dùng 10,7 tỷ đồng tiền ký quỹ của Quốc Cường Gia Lai để hoàn thiện hạ tầng tổ hợp khu dân cư thương mại này. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã có công văn về việc tạm ngừng cấp phép xây dựng và chuyển nhượng bất động sản tại dự án này cho đến khi công ty hoàn thành nghĩa vụ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo luật kinh doanh bất động sản.